Còn nó có biết cái quán ăn vặt của anh Tippy với người rừng không? Cái quán đấy là kẻ thù của chúng ta. Hai bố con nhà mày không phải giả này. Thằng này, mày đi ra đây. Mày chính là người cướp đồ ăn của người rừng phải không? Anh, có gì bình tĩnh. Em nó còn nhỏ, anh tha cho nó đi. Hôm qua bố con nhà mày hổ báo lắm mà. Hôm qua bố con nhà mày dám láo với anh tao à? Bố con em không biết anh ạ. Có gì, anh tha lỗi cho bố con em bồi thường cho anh ạ. Lần này, tao tạm tha cho bố con nhà mày. Tao chưa tập hợp 500 anh em đâu đấy. Đi về anh. Bố con nhà mày liệu cái hồn đó. Má nó, điên với anh em nhà Tippy thật thế chứ. Bây giờ phải làm sao đấy hả bố? Anh luôn mà biết, mũ vàng ở đây là anh luôn không tha cho chúng ta đâu bố ạ. Bố không sợ. Lúc nãy, bố chỉ nhường nhịn anh em nhà Tippy thôi. Để bố nghĩ cách báo thù anh em nhà nó. À, bố nghĩ ra rồi. Để bố vào bảo thằng Mũ Vàng ra phá quán anh em nhà Tippy mới được. Bố thật là thông minh. Được rồi đấy con. Con đi ra đây. Dạ bố. Sao bố lại nhốt con ở đây? Con đừng có hỏi nhiều. Bây giờ bố bảo con việc này này. Chuyện gì bố? Con có biết cái quán ăn vặt của anh Tippy với người rừng không? Có bố ạ. Cái quán đấy là kẻ thù của chúng ta. Bây giờ con đi ra đấy, phá cái quán đó và lấy hết đồ ăn về đây cho bố. Dạ bố. Bây giờ tao cho anh em mày tàn sát lẫn nhau.